Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sở. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyền xa kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của một bộ truyền mới có tên gọi với lấy hạnh phúc đến từ tác giả Sao Ninh. Và với tập truyền đầu tiên này thì anh Sa tin chắc là sẽ gây ấn tượng mạnh đến quý vị và các bạn. Và nhân vật nữ chính của chúng ta là một cô gái có xuất thân, nghèo khổ, và kể từ giây phút khi mà cô bị bán vào gia đình của Phú Hộ thì cuộc đời của cô đã xa lối. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nữ chính này là người như thế nào và cuộc sống của cô có những khởi đầu xa sao Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp chỉ sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyền với lấy hạnh phúc tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. hành năm nay vừa tròn 15 tuổi. Tuy rằng các bạn bằng trang phải lứa, nhiều người đã được mối làm mai, lấy chồng yên bề gia thân. Nhưng mà hành là một trường hợp đặc biệt. Tính tình chỉ sợ hơi, vậy nên đến tận bây giờ U thể có nhờ người mai mối Nhưng mà không đám nào ngó mặt cả Vào ngày mùa Một mình hành gặn Kéo xe bò chở thóc về nhà Rồi lại mang ra phơi Cô gái chăm chỉ cứ miệt mài làm lùm giúp thầy giúp U Nhìn con gái phơi cả một sân thóc Nhanh nhậu kéo cao đi từng hàng xe lối cho nhanh khô Mà ông bà hàng lại quản thắt Hành thì không xấu Chỉ là tính hơi hấp hấp Nhưng mà lại vô cùng siêng năng cái lại ở xóm bên vừa xấu vừa lười Cùng tuổi với Hành Ấy vậy mà tuần trước cũng được gà đi rồi Con gái của mình nào đến nông nối Thế mà không ai ngó ngàng cả Thành xuân của người con gái Chả mấy chốc mà qua đi Có con gái ở nhà đỡ đần Thì cũng đỡ vất vả thật đấy Nhưng mà nếu như Hành ế Ông bà sẽ nhục nhá muôn phần Nghĩ không cam lòng Lại thương con gái Nhìn Hành cào đống thóc vàng Ở dưới nắng hè mang phơi Ông Hàng giật lấy áo của vợ rồi nói nhỏ Bà này Tôi và bà đi sang bà Lệ Làm mối một chuyến đi Con mình cứ như thế này Chắc là chết già mất đi Bà Hàng nhìn sáng con song song Chép miệng mà nói Hay là cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao Chứ tôi thấy con mình Tuổi cũng mới chớm thôi mà Chớm gì tầm này nữa mà chớm Bà xem làng này, bằng tuổi nó Người ta trả vơ hết dọa Còn sót lại mỗi mình con hành nhà mình Cứ tìm đám đi Cưới hay không thì còn liều Nhìn chồng xót ruột như vậy Bà hàng tặc lưới gật đầu Chạy vội xuống bếp lấy chục trứng gà gói vào lá chuối Bà để cẩn thận vào trong làn Mưa quả trứng này bà đành cất đi Đành khi nào tròn ba chục quả Thì sẽ mang đi ấm. Vậy nhưng bây giờ về hạnh phúc của con Bà không thể không lấy sau đó thì hai vợ chồng già sát nhau lầm lối bởi vì sợ gặp người quen người ta lại hỏi đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông bà sang bà lệ rồi đấy cứ hề mỗi lần nhận được quà cám bà ta nhận rồi bảo cứ về nhà chờ đợi nếu như có đám nào ngon nghè xứng đôi thì sẽ sàng báo thế nhưng ông bà chờ đợi lâu quá vẫn không thấy nhà nào sang chơi bời gì cả không biết bà lệ ấy có xếm chỗ cho hành không chứ mà cứ chắc mầm bà ta giúp thế này không khéo quế đến xa cũng nên ý. Ông bà hàng vừa đến cổng Thì con chó mấy chục cân của nhà bà Lệ Đi xô ra Bám chân lên thành cổng sắt sủa âm cả lên Khiến ông bà hàng sợ hãi lùi lại vài bước Căn nhà khang trang xây gạch Đồ mái thái này là của bà Lệ Một bà mối có tiếng là mát tay Dắt đám nào thì Sẽ tìm được đôi đám ấy Mang tiếng là mai mối Thế mà gặp vợ chồng nào bà cũng giảng hay cứ như đã cấm. Thế mà bà Lệ này trải qua ba đời chồng. Vậy nhưng bây giờ vẫn ở không. Không mở đường với ai quá chục năm. Nhiều người chê bai. Bà lại quay xa chống chế. Cái duyên cái khéo bà bỏ ra giúp đôi trẻ tìm thấy nhau rồi. Bà còn tí duyên nào đâu mà giữ được chồng. Và lại bây giờ tiền bà cũng có. Đều về thai cũng nể. Mắc mớ gì phải chui vào đàn ông để làm gì. Suốt ngày cơm nước hầu hạ Bàn tay bà trắng trèo chế biến cầm trầu cầm cao Cầm dây tơ chỉ hồng để mai mối Chứ hơi đâu mà chăm lo cho gia đình Nhìn thấy ông bà hàng thập thò ngoài cổng Bà lại nhìn thấy rồi Nhưng mà vẫn giả vờ như không Nghĩ lại không mở Uy tín của bà cũng ảnh hưởng Từ xưa đến giờ không qua qua tay bà Mà không tìm được chồng được vợ Và là cái xã hội trong nam khinh nữ này Đàn ông vợ bỏ, vợ trên quà quạt đi chăng nữa. Nhưng mà vẫn kiếm được vợ xinh đẹp, chăm chỉ là điều không hề hiếm. Còn về cái hành, không hiểu vì sao không một đám nào đến xem mặt cả. Kể cả đám gần, hoặc là ở làng khác. Cứ hê bà lệ nói đến cái hành. Người biết thì từ chối luôn. Còn người làng khác thì uh, hẹn. Hẹn ngày đấy, rồi sẽ lại gặp. Nhưng mà dù có mất hút không rõ nguyên nhân Bà Lê chỉ còn cách đổ thừa Hành căn cao số nặng Chắc là bề trên bắt làm thầy Hoặc là có duyên âm theo Vậy nên đường tình duyên chắc trở như vậy loan quanh mái bà Lê Mời ông mèo đi xa đuổi chó Rồi mở cửa cho hai ông bà vào Vừa nhìn thấy bà Lê Ông Hàng đã nhanh nhỏ thưa <laughs> Bà Lê à Hôm nay tôi và bà nhà tôi Sang đi nhờ vào có ít trứng so Biếu bà ăn cho bổ Nhìn thấy ông bà kính cẩn Bà lệ cười hơ hớ rồi đùa <laughs> Ôi sao Tôi có đẻ được nữa đâu mà Ăn trứng mái như vậy Bổ quá mà không có chỗ giải tỏa Thì sao đây Mà bà hàng có đồng ý cho ông nhà sang đây Hưởng cái sự sung sướng của tôi không Bà Lê cười hơ hớ giòn giá rồi véo một cái vào vũ của ông Hàng. Bà Hàng tím mặt bởi vì gan tuông nhưng mà vẫn phải nhìn Nay bà sang đây về con gái Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa Cũng phải nói cho xong Khe kéo kéo vài ngoài mỏng tang Che đi bờ vai non như cái móng giò ngân mớ Bà lê ra hiệu cho hai người vào trong nhà gió chén nước trà sen vừa mới hám Bà Lệ hỏi Thế nào Ông bà sang đây là về việc cái hành có phải không Tôi đã nói rồi Việc của ông bà thì cứ phải chờ phải đợi Chứ ai mai mỗi hôm nay mà ngày kia đã có người rước luôn đâu. Cứ phải từ từ. Con người ta ế chồng ế chơ ra đấy còn chả sợ. Con gái hai người mới vừa tròn 15, gâm gam cái gì vậy? Bà Hàng thì vẫn không giấu nổi sự lo lắng, bà liền kể. Vẫn biết là như vậy, nhưng mà tôi lo lắm bà lè à. Con tôi không quà, không quạt gì cả, cũng không xấu xí. Nó chăm chỉ thật thà. ấy thế mà nhờ vào bà, bà từ năm ngoái đến năm nay nào có được mối nào người vào chơi bời xem mặt cũng chả có trong khi những đứa cùng trang lứa thì nghe bảo ờ, vừa mới nhờ mai mối hôm nay thì tháng sau đã có người xưa hay là bà lệ quên con bé nhà tôi hay có gì mà bà ghét bỏ nó những lý do khách quan được bà hàng đưa ra khá hợp lý nhưng mà bà lệ tặc lưới đặt cái chén nhỏ xuống bàn xong có ba trăm hẳn rồi đáp không phải là tôi ghét gì con bé cả Nó thật thà Thực sự là tôi rất quý Và lại ông bà là người chất phác Hiền lành Lúc nào sang nhà tôi cũng quà cáp đầy đủ Tôi cũng biết suy nghĩ chứ Nhưng mà lạ lắm Tôi hỏi biết bao nhiêu đám Mà kỳ thực không đám nào ưng con ông bà cả Trong khi tính nết của nó lại rất được Bảo sẽ nghe nấy Ngày hôm kia tôi còn phải đi sang thôn thượng Hỏi ông cụ kiến Là trưởng thôn Nhờ mai mối giúp đấy Nhưng mà cũng không có tín hiệu gì cả Ông bà Hàng nghe xong Thì cũng tắt hết cả hy vọng Bà Hàng trong đầu chợt nghĩ đến một vấn đề Phải chăng con bà có duyên âm theo thật à Chắc là nay mai Không nhờ đến bà lề làm mối nữa Mà chuyển sang thì bói mất thôi Ông bà này Tôi có câu này không biết có nên nói hay không Xin bà cứ nói Bà Lê ấp úng dò hỏi Ông Hàng đồng viên 30 giám mở lời Thực ra thì còn một nguyên nhân nữa Khiến cho cả hành không ai ngó đến Đấy là Người ta đồn Nó mất trình. Cô nói vừa rồi Cứ như thế cứ nhỏ dần Nghe đến chứ mất chênh thì ông Hàng Chưa kịp mở mồm Bà Hàng đã vội đập bàn Đồ mắt rừng rừng ứa lệ phấn nộ rồi nói Đứa nào? Đứa nào đồn đại cô ác nghiệp như vậy? Bà nói cho tôi biết. Để tôi đập tan cái mặt nó ra. Chiêu chồng cái gì không chiêu? Nói như vậy đúng là ai dám lấy con hàng nhà tôi nữa. Bà Hàng bật khóc nức nở khi con gái bị oan. Ông Hàng có miêm lặng không nói câu gì. Ông là cha. Từ trước đến bây giờ truyền đàn bà ông nào để ý. Chỉ có ô con tâm tình to nhỏ mà thôi. Nhưng mà nếu như Hành buông thả bản thân để mà mất thật, thì ông cũng không nề hà gì mà đánh chết cô. Bị ế chồng, không ai lấy, đã là nhục. Ế vì không còn trong trắng, còn nhục nhã hơn nữa. Cái xã hội này sẽ không để yên cho cô mất. Nhà nào chấp nhận một đứa con dâu hư hỏng như vậy bao giờ? Thấy hai ông bà mỗi người một thái độ, bà Lê lại nói tiếng. Không phải chỉ có họ mới nghĩ như vậy đâu, Tôi kinh nghiệm đầy mình thế này cũng đoán là nó mất rồi. Ông bà về thử để ý mà xem. Nó đi chân hai hàng, xương chậu thì mở to như thế. Không có chuyện đó đâu. Bà đừng nghĩ bừa như vậy. Nó lúc nào chả đi làm với tôi. Nó có tư tình hay thằng nào để ý tôi phải biết. Ừ, tư tính nó hơi um, chập mát một tí. Nhưng mà nó không đần đồn đến độ cái ngàn vàng mà cũng để mất như vậy được. Bà Hàng phủ nhận ngay Một mực bênh vững đứa con gái nghi ngô đến tội nghiệp Bà Lệ nhìn cũng chỉ biết thở dài ái ngại Bà tin hành còn tranh Nhưng mà nói liệu rằng có ai tin nổi Cái thứ đấy không phải cứ nói Rồi um, Có thể kiểm chứng ngay được Thấy hai ông bà già bất hạnh Bà lê không biết phải làm sao Cuối cùng bà nói Tôi có một cách để thử xem Cái hành còn hay mất nhưng về việc người ngoài có tin hay không Thì tôi không biết đâu Tôi cũng không thể nào cứ chăm chăm Đi bêu khắp làng là cái hành còn chênh được Như vậy càng khiến gia đình ông bà mất mặt Chuyện tình duyên Cứ để thuần theo tự nhiên Nếu như có ai vào hỏi Ông bà cứ ừ đại cho rồi Ông bà hàng nhìn nhau gật đầu Sau khi được bà lê mách nước thử Hai ông bà nhanh chóng quay về Đống thần chuyện tình duyên Không nói trước được Sống trong cái xã hội phụ nữ không có quyền Thì biết lên tiếng bảo vệ mình thế nào đây Hay nói một cách khác Đàn bà thời ấy Sống như những con cá được bày bán ngoài chợ Còn đàn ông là kẻ đi mua Nếu như không vừa mắt Thì kể cả có tươi sống Hay là ươn lòi mắt Thì vẫn không ai ngó ngàng đến Trên đường về Ông bà hàng sẽ vào chợ tìm mua mít chín Để mang về Đến nhà thì vẫn nhìn thấy hành cao thông phơi ở sân vậy nhân lượng thóc lúc này vơi đi gần nửa thắc mắc bà hàng hỏi con gái vì sao mà thóc lại còn ít thế này Mày để đâu cả rồi hạnh nghe xong thì lão liền suy nghĩ câu hợp tình nhưng mà biết là không giấu được bố mẹ cô liền nói thật um... khi nãy có một đám người quê ở thái bình vào đây xin ăn họ bảo rằng năm nay mất mùa vì mưa lũ vậy nên khó khăn Thành thử xa vào làng mình xin ăn. Thế nên mày đã cho người ta nửa sân thóc à? Xong rồi người ta lấy xe thổ trở về có phải không? Bà Hàng nhìn con bất lực. Hàng vẫn cố kể lại. Không hiểu sao con cứ cho hết hai người này rồi sau một lúc lại có đám người khác đến xin. Cứ như thế. Um, rồi con cũng cho... Um, con cũng cho Nhưng mà thấy đông quá thế nên Bà Hàng nhìn con tức muốn nổ mắt Ông Hàng nhìn vợ Lặng lẽ đi qua vỗ vai rồi nói Tôi nghĩ không phải nói ế do so người ta đồn đâu Mà nói ế do so thực lực đấy Bởi nó với con đầu là hai chị em mà Cũng may bà Mình về còn kịp chưa về một tí nữa Thì cả cái bức vách Nó cũng dỡ cho người ta đấy Nhìn ông Hàng bước đi đầy bất lực Bà Hàng chỉ biết thở dài Đứa con gái ngỡ ngẩn này Không biết suy nghĩ gì Cho hết như vậy có chết không cả chứ Không biết là nó giờ dẫm vào đâu được đây Càng nhìn con Bà lại càng cảm thấy lo sợ Ở đời người tốt thì ít Kẻ ác thì nhiều Nếu như hôm nay đám người ăn xin ấy Không chỉ xin thóc xin gạo Thế con bé đần đồn mà sợ cho đôi bài Thì không biết thế nào đây Càng nghĩ bà Hàng lại càng cảm thấy xót xa Tay thoăn thoát Bộ quả mít vừa chín vừa thơm lừng Bà lấy từng muối ra Rồi lại tách luôn cả hạt Mộng đánh bà mua mít ăn muối chỉ là phụ Mà là lấy cái hạt Theo lời dặn của bà lề là chính Buổi tối Bà mang hạt đi luộc cho ngồi Rồi bắt hành ăn hết một sổ hạt Ngay từ dưới bếp Lúc đầu ăn răm bảy hột Thì nghe có vẻ bùi bùi bao béo, béo. Nhưng mà khi đan quá nửa thì lại vừa khô vừa ngán. Lắc đầu không ăn nữa. Nhưng mà bà hàng lại dối mấy hạt đã bóng vỏ sạch vào tay con hối thúc. Ăn đi. Con phải ăn hết mới được đứng dậy. Hàng nhìn mẹ rồi nhận lấy hạt mít bỏ vào mồm nhai. Lòng không khỏi thắc mắc. Bà hàng không nói gì với con chuyện hôm nay sang gặp bà Lệ. Nói chuyện lấy chồng. Càng không muốn nhắc đến chuyện trình tiết. Phần về ngài chuyện ấy không thể nào cứ bô bô nói thành lời. Phần thì vì sợ. Nếu chẳng may, hành mất thần, thì tránh bà cũng chưa biết giải quyết thế nào. Mà nếu như hỏi bô ba quá, chắc dễ hành đã chịu thừa nhận đâu. Sau khi ăn gần hết một bát, như vậy thì hành no tưởng chừng muôn vỡ cả bụng. Cô lành khảnh đi vào buồng định ngủ. Bà hàng đi theo sau đó nói. Tay thì đã cầm săn thúng cho bếp. Bà đã lấy từ trước. Vừa đi theo bà vừa gọi Này đừng có ngủ đấy Tí nữa tao có việc cần làm Mày ngồi yên ở đấy đi Hành được bà hàng gọi Nhìn thê thúng cho bếp thì không khỏi thắc mắc Mà hỏi thì u lại không nói Cô ngồi trên giường Nhìn những thứ bà hàng chuẩn bị Cẩn thận chốt cửa trong Bà đặt cây thúng cho giữa san buồn Chỉ héo hát ngọn đèn dầu cho ánh sáng lờ mờ nhưng mà hàng đồ xó để nhìn những gì bà đang chuẩn bị. Xung quanh thủng, bà hàng để thêm cả túi ni lông để tránh cho bay sang ngoài. Xong xuôi hết thì bà mới gọi con gái. "Hạnh ơi, mau lại đây u sàn." Cô gái vội vàng lật đật đứng dậy, bà hàng nhìn con rồi nói. "Bây giờ mày đứng vào thủng cho bếp này, sang hai chân xa. Chừng nào muốn đánh giấm thì cứ gọi u nhớ chưa?" Nhưng mà cái này để làm gì ấu Hành vẫn ngơ ngác không hiểu U mình định làm gì Bà Hàng chép miệng Nói giảm nói tránh à, uhm, Thì đây là bài kiểm tra chân tiến Khi con gái 15 tuổi mà Ngày xưa thì U cũng được bà ngoại kiểm tra Mày đừng có lo Thôi đứng vào đi Nói xong bà kéo tay con gái đứng sơ thúng cho bếp Rồi khai ván cái váy đùm Xài quá đầu gối xuống cho con Bà sợ cho chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến nó bay loạn xạ. Thế nên bà rất cẩn thận trong khâu này. Ô này, nhưng mà làm thế này thì làm sao biết là còn hay mất? Mà con đã nằm với ai đâu mà U lại lo như vậy? Thấy con gái thắc mắc, bà liền gắt nhẹ. Cái thủ tục nó phải như vậy, cứ làm theo đi. Nếu như mày còn tranh thì khi đánh giám cho sẽ không bay ra ngoài. Nhưng mà nếu như mày mất chân thì Cho sẽ bay loạn cả lên đấy à, Nhưng mà sao lại như vậy à Hành không ngừng hỏi Khiến tránh bà hàng cũng phát bực Ấn đầu con một cái bà giết lên Ôi trời ơi Cái con ngu này Nếu như còn chân thì làm gì Có thủng chút nào đâu Mà khí nó ra được Còn nếu như mất rồi Thì hơi thoát ra tạo thành gió Cho bay lên là điều dễ hiểu thôi Nói thế này cho mày dễ liên tưởng này Ví dụ như một cái túi kín Khi mày cho không khí vào Thì nó sẽ căng lên Nhưng mà cái túi ấy mà thùng rồi Không khí sẽ thoát ra ngoài Mày dơ lên mặt nó sẽ phải gió ý Cái này cũng tương tự như vậy Mà thôi hỏi ít thôi Đứng vào đây Khi nào muốn xì hơi thì phải nói vù đấy Nhớ chưa Hành nghe xong thì gật đầu Cô bé thật thà Làm theo lời u sẵn Thảo nào mà Lúc tối u lại bắt hành Ăn hết cả sổ hạt mít luộc Cuối cùng cũng chỉ để cô Oánh một quả sắm thần sầu Kiểm tra còn xin hay đam mất Tầm này khi nghe hàng nói Chưa ngủ với người đàn ông nào Nhưng mà tất nhiên Tầm này bà hàng không tin ai được nữa Mà cho dù một mình bà có tin Thì ích gì Quan trọng là mọi người kia kìa Nếu như họ cứ mãi nghi ngờ Thì hành sẽ mãi mãi ế chồng thôi từ chỗ thống cho hành đứng Các chỗ giường không xa Ban đầu bà Hàng còn chăm chăm chú ý quan sát Vậy nhưng gần một tiếng trôi qua Vẫn không thấy hành có đồng tính gì cả Chân đã mỏi Cô Lý Nhí nói với U U ơi Con mỏi chân quá Con con muốn đi vệ sinh Từ từ cái đá Lát nữa rồi đi Cố gắng lên Xong việc rồi nghỉ luôn một thể Nghe U nói như vậy thì Hành chỉ bên cố gắng. Tuy thời gian trôi qua khá lâu, nhưng mà con gái của bà vẫn chưa xì hơi để kiểm chứng. Bà không tin là vơi một sổ hạt mít mà lại không có tác dụng. Ngồi chán rồi lại nằm. Bà hàng cố gắng banh mắt trông con. Nhưng mà rồi chính bà lại là người buồn ngủ. Cơn buồn ngủ chết tiệt cứ như vậy kéo hai mi mắt của bà nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hành thì vẫn đứng ở đấy, tuy rằng mỏi, nhưng mà không dám ra khỏi cái thúng Bởi vì cô biết tính ngu Nếu như làm hồng chuyện Cô sẽ bị đánh như thường Hành 15 tuổi thật đấy Nhưng mà cô chưa từng nắm tay ai Hay có chút tình cảm nào với người khác giới Chứ đừng nói là ăn nằm Cả ngày cô chỉ biến Theo xa đồng cấy gặt Trồng sau chăn gà chăn lợn Chứ nào có đi đâu xa bao giờ Mà mất với chả còn Cho đến bây giờ chính cô cũng không biết xó cái quay say chính xác đang nằm chỗ nào cả. Và cái thời đại cổ hú trong nam khinh nữ này luôn ép người đàn bà vào trong khuôn phép giữ mình. Chuyện trinh tiết được đặt lên bàn cân quý giá sánh ngang với ngàn vàng. Chính vì sự quan trọng đó mà người đời không cho phép phụ nữ được mất thứ ấy khi chưa lấy chồng. Còn hay mất họ sẽ đánh giá về nhân phẩm cũng như canh giày số của thầy U có nghiêm khắc hay không Có nề nếp hay không Điển hình như bà Lệ Mai Mối Bà là người phụ nữ đầu tiên trong xã đứng lên bỏ chồng Thời ấy chỉ có đàn ông bỏ đàn bà Chứ không hề có điều ngược lại Chính bởi vì khác người cho nên bà bị người làng trên xóm dưới đàm tiếu chê bai Vậy nhưng bà không hề để tâm Ngược lại còn ăn nằm với rất nhiều người khác Nếu như không làm cái nghề này Được mọi người kính trọng, nể nang vì nhờ giúp đỡ thì không đời nào Bà có được ánh mắt kính trọng Từ mọi người như bây giờ Khi còn đang mơ màng Thì bỗng bắt đầu sôi lên sụm sụp Rồi là xăm xỉ hơi hành gọi Ôi ơi Còn xăm Tuy rằng mệt Vậy nhưng hai câu đầu tiên Thì bà hàng đã bật dậy như cái lò xo Rồi nhau đến chỗ con gái Ở bên dưới Vẫn còn hứng thúng cho nguyên xì Nhưng mà buồn thay Khi bà hàng vừa lao xuống cũng là lúc hành thả một quả sám muốn banh nóc Rồi kèm theo là mùi thối nhức đến tận óc Cho bay khắp buồn Trong thống đầy Thế mà nay cho đã vơi đi quá nửa Quả xí hơi vừa rồi cũng khiến cho bay thẳng vào mặt Vào lỗ mũi của bà hàng Dính đen thui Nhưng mà bà cứ chăm chăm nhìn vào cái thống mấy Mặt thất thần Như vậy có nghĩa là Bà lề mối và tất cả người làng này Đồn đài là đúng Lúc này Lê người về thành giường Bà buồn bà nói với con <laughs> Con ơi là con run cuộc thì mày ăn nắm với hai vậy Thà dám to thế này Thì Mất rồi còn đâu nữa Con ơi là con Sau này thì biết giấu mặt đi đâu đấy Bà Hàng vừa đánh vào người con Vừa khóc lóc Hàng nhìn U rồi bảo U nói vớ vẩn gì vậy Con không như vậy đâu Nói xong thì Hành bực dọc bê thúng cho đi Cô không biết là ai lại bày cho bà hàng cái canh khốn nạn ấy Chả có gì kiểm chứng và cơ sở để dựa vào cả Nhưng mà bà hàng lại tin bà Lệ hơn con gái Sáng hôm sau bà kể chuyện với chồng Ông hàng trách vợ Nhưng mà cũng không dám đánh con Con dài cái mang Cũng xong bà trả đi gì đến con cái Tính tình con thì lại sợ sợ ương ương Cho nên chuyện này là điều khó tránh khỏi Cả đêm thì ông bà cũng không tài nào ngủ được Cứ nghĩ đến chuyện cả làng này Không ai dám lấy con mình Điều tiếng thì đã đành Nó lại phải chiều cảnh cô quanh đến xà Khiến ông bà không đành lòng Nghĩ đến mà tức ấy Cái thằng khốn nạn nào Mà lại cướp đi đời trong trắng của hành Rồi lại còn không đứng xa nói chuyện đàng hoàng Trai gái độc thân Chưa lập gia đình có gì mà xấu mặt Muốn đánh con gái một trận Cho hạ cân tướng nhưng bà đánh nó thì cái màng chanh cũng đã mất rồi Có lại được đâu Ông này Giá như cái màng chanh nó như tờ giấy nhỉ ừ, Ý bà là sao Bà hàng thờ sai thật tha nói với chồng Nếu như cái màng ấy như tờ giấy Thì có thể lấy cơm nguội hay hồ sán dính lại Đang bực bội Nghe bà hàng nói như vậy Chồng cũng phải bật cười Ông quay sang đáp Ôi trời à Cái hành nó tính dở hơi Hóa ra đường di chuyển từ bà sang Nếu như cái đấy mà dễ như vậy thì Ôi, Sao thế quái nào với vàng được Bà như mây bà già đè mấy lứa Rồi Cao nào mà gắn nổi Gắn vào lại bung cả cao chứ đẹp đẽ gì đâu Bà hàng im lặng Rồi nghe đến con mà lòng tan nát Không ngủ được bà ngồi bật dậy rồi nói Thế bây giờ ông tính thế nào đây Không nhá cứ để con mình chết già hay sao thế Ông Hàng cũng ngồi dậy thao vợ Ngồi tờ lưng vào vách đất Ông nén tiếng thở dài Tôi tính thế này Đằng nào ở đây cái hành cũng không ai ngó Chỉ bằng Mình cho con nó sang nhà cổ điều Để làm hầu đi Sao lại sang nhà đấy Ông không nghe tiếng cổ điều Có thói Dâm dê đê tiện à Con mình Sang thì chả may Chả may cái gì Nó còn cái gì đâu mà E dè gìn Ý của tôi Chính là muốn như vậy đấy Ông hàng gắt vờ Bà không hiểu gì ông nói tiếp Ngày hôm nay tôi và bà sang nhà mù lệ mối Khi đi qua cổng nhà lão điều Tôi thấy gia nhân Đang dán tờ tuyển người hồ gái Tại sao lại vào nhà ấy à? Bởi vì láo điều nổi tiếng xâm xê Con hàng nhà mình vào đấy thì đúng bài. Kẻ Sam nó hơi tồ Nhưng mà được cai mặt mũi cũng không đến nỗi Sang bên ấy lời dùng láo ấy Mà nói thẳng là láo sẽ ăn nằm với con hành Nếu như nó mang bầu Thì con hành đương đương chấn chấn làm lé Hóa ra là ông hàng có mua đồ cả rồi Bà hàng nhìn chồng Lòng không khỏi lo lắng bèn hỏi lại Đơn giản như vậy thôi à? Tôi thấy đầy đứa con gái vào đấy làm đấy thôi. Nếu như chúng nó cũng nghĩ như mình, các anh nằm với láo điều rồi làm lẽ không sướng hơn à? Bà nhớ đâu, láo điều làm nó có bầu rồi lại không nhận thì sao? Và lại tôi nghe nói, tuy rằng láo điều vợ chết lâu lắm rồi, nhưng mà láo không hề cưới vợ. Bởi vì... Ồ hắn quái thai khó tính lắm. Tôi sợ con hành nhà mình nó khổ ấy. Bà hàng xuân sòng lo lắng nhưng mà chồng bà có lẽ công tính cả rồi quăng mắt lên nhìn vợ Ông đầm cái đùng xuống giường rồi chửi Đấy Bà cứ ngồi đấy mà lo vớ vẩn đi Bây giờ nó mất chân rồi Bà lo giữ nó cho có giá vào đi Có mà nó chết mục ở cái nhà này Cũng không ai thèm đếm xỉa đến Bà nghĩ xem đi Nó bị thế này tất cả là do bà đấy Tôi nói cho bà hay Cách đấy là cách tốt nhất rồi nó khổ cực từ bé Vào đấy ăn sung mặc sướng Mấy đưa con gái nó vào đấy Bị lão điều xàm sớ thì tuổi nhục về nhà Nhưng bởi vì nó là con gái nó còn Chứ con hàng nhà mình Thì bây giờ thành đàn bà rồi Sợ có quái gì nữa đâu Nếu như có bố với lão điều U quả lão Không nham, không tạc lưới mà nhận cháu Mộ xa ấy thì sống được bao lâu nữa Mà cấm cản nếu như nó mà bồ con trai Tôi chỉ sợ nó còn sung sướng Gấp trăm nghìn lần ấy Thôi chuyện đến nước này rồi Cứ như vậy mà làm Không còn cách nào khác đâu Để ngày mai tôi dẫn nó đến đó Thấy chồng dân khoát như vậy Bà Hàng không nói thêm gì cả Thôi thì đành thế Chắc là chỉ còn nước đấy thôi Vào nhà cụ điều Tuy rằng phải làm công Nhưng mà chuyện ăn chuyện mặc Thì không cần phải nghĩ ngợi hơn hết là tránh đường tai tiếng của đời này Không biết chuyện có thành công như ông Hàng đang nghĩ không Nhưng mà thâm tâm người cha người mẹ nào Lại không muốn con mình sung sướng Cả đời ông bà đã chịu cực khổ quá nhiều Chỉ có hành bây giờ là niềm hy vọng duy nhất Và là cuối cùng Sâu trong suy nghĩ nông cạn ngắn ngủi Họ chỉ mong cuộc đời hành được ấm no Đủ đầy Có thể tự lo cho bản thân khi ông bà Nhắm mắt xuôi tay ở bên này thầy và U đang chăn trọng khổ sở là thế Thì ở phòng bên kia Hạnh ngủ say như chết Dài dơn chảy ra Ướt đấm cả gối Cô vô lo vô nghĩ thế nên Người mới tròn chia đến như vậy Thế mà thằng ngô Con đi nào lại bảo sao cô mất tranh Nên tưởng chồng mới thô kịch đến thế Lại được cả cái mèo thử tranh Rất là hám cảnh cạnh của cả bà lề Đã vô tình để một người hiền lành Thật thà như Hạnh Vào con đường cùng cực Người ta hay bảo Lời nói có thể giết chết một con người Nhất là những lời bịa đặt Nếu như sao sáng xẻo vào xa thiền Chỉ đau đớn về thể xác Nhưng mà những lời nói cay nghiệt Thì không khác nào miếng bá chuột Sẽ khiến người ta dây dứt tâm can Đau đớn về thể xác Lẫn tâm hồn Có ở đâu xa đâu Ngay bên hàng xóm nhà hành là một ví dụ điển hình Ông thân có thằng con tên là thiền bởi vì gia cảnh nghèo khó Nó xin thầy xin hưu đi lên Quảng Ninh đai vàng Để lại người yêu gia đình Cùng với lời hứa hẹn khi nào có tiền sẽ về thấm thoát thì 5 năm Nó trở về cùng với ít vốn làm ăn Hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng ấm no Bởi vì lao động cật lực Thế nên thân hình nhỏ con Rồi đen nhẹm chai sản Những đường gân nổi lên như dây cháo Càng khiến cho thiền trông dư tướng Đi làm bởi vì mong muốn đổi đời về tương lai tốt đẹp. ấy vậy mà mấy mồ trong làng thấy nó thì lại đi bêu xéo rằng thằng thìn lên quảng nanh đái vàng rồi hút chánh, nghiền ngập. Trông nó mới như thằng chết trôi thế kìa. Thầy ô con bé người yêu nghe xong tưởng thân ngăn cấm đôi trẻ kịch liệt. Qua tháng con bé ấy lấy chồng ngay. Nhìn người yêu mình lên xe hoa cùng người khác, thìn chán đời, đâm ra quân trí, suốt ngày rượu chè bê tha. Không đau khổ sao được Chúng nó quen nhau nào phải một sớm một chiều Hơn nữa thì thiền đi làm xa Cũng chỉ muốn có tiền Sau này cuộc sống khấm khá Vợ nó cũng đỡ vất vả Cuối cùng vào một ngày cuối đông Khi thiền say lướt khứt Đi từng bước loàn tròn trên cánh đồng Hắn chẳng may nga cắm đầu xuống bùn Rồi chết tức tuổi Khép lại cả một tuổi xuân Với nhiều hoài báo hứa hẹn sở sang Ông Hàng tuy rằng nói căng nhưng mà chính ông cũng không dám chắc Con gái của ông có thực sự hạnh phúc Như những gì ông đã tưởng tượng Nhưng mà người đời đã nói rồi Đói ăn vụng túng làm liều Đến nước này nếu như không làm gì Thì cuộc đời của hành con gái ông Chẳng khác gì thẳng thìn Từ tờ mờ sáng hôm sau Ông bà Hàng đã dậy Khi Hành cũng vừa thức định cầm xào cắt cỏ cho bò Thì ông Hàng gọi Không phải cát đâu Lại đây thầy bảo Hành lò bầu chạy vào bởi vì nghĩ thầy mình sai thêm việc. Ngồi cái chiếu trải đồ hèm đã vá một miếng ngày xưa. Bà Hàng cố giữ giọng để không run dậy nói với con. Hành à, con cũng biết nhà mình khó khăn thế nào rồi đấy. Mùa màng thì thất bát, thế nên thầy ưu tính cả rồi. Đưa con sang nhà cụ điều ở đờ kiếm tiền. Khi nào khá khá một chút thì thầy ưu lại đón con về. Hành ngay xong thì tròn mắt, Chuyện quá bất ngờ nên cô nói ờ, Nhưng mà vì sao lại sang bên đấy ở Uống? Con ở nhà bao nhiêu năm vẫn như vậy cơ mà Con mà đi thì lấy ai cấy hái làm ruộng Hành thắc mắc mà làm thề u như thắt từng khúc ruột Bây giờ thì bà Hàng bật khóc Ông bà không thể nói bởi vì con không còn trong trắng Nên đưa vào đấy lánh nạn được Hít một hơi thật sâu Ông Hàng không muốn nói nhiều bèn chốt hạ Thôi được rồi, con không cần phải lo chuyện đó. Ở nhà thầy ưu tử kháng biết đường tính toán. Thầy bảo con sang đấy cũng là muốn tốt cho con. Giữa bếp có nồi khoai luộc sẵn đấy. Ăn tạm rồi thầy sẵn sang bên đó nhé. Hạnh không nói năng gì cả mà gật đầu. Cô thì nghĩ được gì đâu. Từ xưa đến nay chuyện gì cũng là ông bà lo cho cả. Sau khi lấy khoai ăn, Hạnh còn lấy vài cổ bọc vào lá chuối ăn dọc đường. U cô tranh thủ gói ghém quần áo rồi dàn dò con trước lúc đi vậy nhưng cái đầu đặc xịt như bí này thì để bồm bao nhiêu chứ đến cái chuyện thử tranh tối qua hạnh cũng không hồi hộp và cũng không hỏi u rằng kết quả ra sao và bà có tin cô không nghe đến cảnh con mình sắp đi ở cho một láo dê sồm, bà lại ứa nước mắt đến trưa ông hàng dắt con gái đến nhà cụ điều trên đường Hành không ngừng ăn khoai Thấy con ăn nhiều thì ông đâm cáo Ăn gì mà lắm như vậy Cái xác thì to chứ cây đồ có to được đâu Ăn ít thôi Nhìn xem đi Người có khác gì con lợn đâu Mặc dù bị mắng Nhưng mà Hành vẫn cứ ăn Trong tiềm thức của cô gái trẻ Cô không hề tránh cha mình Cả đời cô ở với hai ông bà Dẫu cho bị chửi Nhưng mà cô vẫn thương thầy thương ngu nhất Nhìn đôi mắt ngây thơ của con Ông Hàng rơi nước mắt Đến cổng sợ con quên Ông dặn lại một lần nữa Vào đây rồi nhớ nghe lời cụ điều đấy Cô bảo gì cũng phải nghe Ở nhà thì nghe thầy nghe u Bây giờ sang đấy nhất nhất nghe cụ điều Nhớ chưa Hành ngoan ngoan gật đầu Chuyện tế nhị bà Hàng đã nhắc con gái trước khi đi Bây giờ ông Hàng nhắc lại một lần để cô nhớ Quyết định trong vánh này Mong sao là quyết định sáng suốt Để cuộc sống của hành sau này có phần tươi sáng hơn Sau khi gọi cổng Tên gia nhân Mặt mày bầm trờn Ló đầu xa hất hàm rồi hỏi Tìm ai? Tôi thấy đề tuyển người Vì vậy tôi đưa con gái sang Xem cổ điều có nhận không Vừa nói thông cáo tay Để gái nhìn thấy hành Khai đóng cổng vào Gái gia nhân đi bầm cổ điều Tầm 5 phút sau đó, hắn mở to cổng rồi lại nói. Cô Điều đang ở trong sân đợi hai người đấy. Mau vào trong đi, không thì cô lại gọi. Mừng sớ đi vào, ông Hàng cảm ơn người xa nhân dối xít. Một người nghèo hèn thấp kém như cha con ông Hàng, thì làm sao mà dám mơ có ngày bước chân vào cổng nhà cô cổ Điều. Vào đến đây rồi, ông lại cảm thấy công không khó khăn cho lắm. Chỉ mong cô Điều dê nhưng mà tính tốt Lâu lâu cho Hành về thăm ông bà là mừng lắm rồi Theo chân người hầu Hai người đi thẳng vào sân trước Nơi có hàng trăm chậu mai chậu đào Với đủ mọi kích cớ Ở trên sàn Lan được treo lộm lặng Xóa thẳng ra hồ nước Lần đầu tiên trong đời ông hàng thấy nhà năm san Được làm bằng gô quý Sân lát gạch đỏ So với cái nhà chát bùn với sơm Thì đúng thật làm cái nhà năm san này đẹp bẹp dí Băng qua sân trước Họ được dẫn đến sân sau Để qua được sân ấy Thì lại phải đi qua một sàn hoa thiên lý Cùng với sàn mướp Sàn bầu lùng lẳng. Quả nào quả nấy chạm đến mặt đất Hàng nhìn thấy thì khá suýt xòa Nhà cô cũng trồng bầu Nhưng mà quả nào đường to bằng thế này Có chăng chỉ xài hơn cây liềm Thì đã xà và có hột Vậy mà đằng này đã sai về rồi Nhưng mà xem chừng Vẫn còn non mơn mởn dàn bầu Nhìn thích quá thì nhỉ Nhà mình chồng mà không có quả nào to được như vậy cả Hành thật thà nói với ông Hàng Người đàn ông đi trước dẫn đường Hết mép cười đều rồi nói Nhà mày không xài được như vậy là đúng rồi Đây là giống bầu quý Được con trai cổ điều Nhập bờ tần miến về đấy Và lại phun nhiều loại thuốc kích thích Trừ sâu tăng trưởng Vậy nên mới to được như vậy Chẳng qua cổ điều muốn nhìn Thế thôi Chứ ăn vào có mà... Hiểu chưa? Hai cha con nhìn nhau nhăn mặt trước lời nói của gái gia nhân. Không ăn được mà vẫn cứ chồng. Đúng là người nhà giàu làm cái gì cũng khác người cả. Qua sàn bầu xài ấy thì đến sân sau. Sân này nói chung không rộng bằng sân trước nhưng mà cũng lát gạch đỏ, xanh xé gọn gàng, trồng nhiều loại cây ăn quả. Bên ghế đá một người đàn ông mới chớm 40 tuổi, mặc bộ quần áo sọc ở nhà, đang nhâm nhi chén nước trà còn nghi ngút khói. Bỗng nhìn thấy người đàn ông này, hạnh có cảm giác an nhàn thành thơi thế nào ấy. Người có tiền cứ ôm um xôm nhàn xối, nhưng mà tiền vẫn cứ đẻ ra. Trà bù cho những kẻ nghèo như hạnh, làm suốt từ sáng đến tối mịt, không hề ngơi chân ngơi tay cũng không đủ ăn. Lắm khi cả ngày kế ngoài đồng, Tối về ngủ mơ cũng nghĩ là mình vẫn ngoài ruộng. Thế nên đầu thì vẫn ở gối, mà đít thì hất ngược lên trời. Cơm ăn trong mồm chưa nuốt trôi, đã phải chạy bán sống bán chết, cắt cỏ ngoài đồng cho trâu. Cuộc đời đúng thật là bất công mà. Bầm cô, hai người đó đến rồi à? Lúc này thì cô đều xoay mặt vào trong vẫn nhâm như chén nước. Khi được xa nhân báo, cô mới quay ra. Nhìn thấy cha con nhà ông Hàng Cô đều liền cười xa xao rồi chỉ tay vào cái ghế trước mặt nói. Thầy con ông cứ ngồi đi. Vừa nói xong câu thì Hành ngồi xuống đối diện với cụ điều. Thấy con gái không dư ý, ông hàng cáo con đứng dậy rồi cuối lại đáp. sao bầm cô, chúng con không dám ngồi ngang hàng, để chúng con đứng cũng được ạ. À? Cụ Cô đều nhìn hai cho con gật đầu và ưng thuận. Trong lúc hai người còn hỏi han nhau, Hành cứ nhìn chăm chăm vào mặt của cô điều Gã làm xe xa đến độ phải gọi bằng cô Mái đồ tóc đen mượt Đường vuốt cao ngược về phía sau Cái mặt xề tròn như cái bánh đa vừng Để lộ cái cằm nòng che kín cổ So với tuổi của ông hàng thể hạnh Thì cô điều chỉ đáng làm em Nhưng mà người ta giàu có Thích người nghèo phải chiều theo ý mình Hàng nhìn chăm chăm vào cô điều đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cổ điều băng xa bằng thịt bởi vì cô chưa quanh quần ở nhà. Nếu như có đi đâu thì ô tô lùi hẳn vào trong cổng để đón. Vậy nên hiếm lắm mới có người nhìn thích cô. Cuối người cánh cần ông Hàng bày tỏ bẩm cô Hôm nay thì con màn phép sang đây xin cô cho đứa con gái của con được hầu hạ cô. Cháu nó ở nhà tên là Hạnh vừa tròn 15 tuổi. Công việc nhà thì nhanh chân nhanh tay lắm Nhưng mà khổ nỗi ô con bé ốm sắp chết Tiền nông nhà con cũng cạn kiệt Vậy nên Con muốn cho con bé sang đây làm thuê cho cổ Kiếm ít tiền Lúc này nghe xong Cổ điều không để lọt tai những câu nói tha thiết Như van lại của ông Hàng Bởi vì bây giờ hai con mắt lồi to như mắt trâu Đang dán vào cặp ngực của Hằng Sau lớp áo Ông Hàng biết tâm tính của hắn nghĩ gì nhưng mà ông vẫn cứ cắn rằng chịu nhục Bởi vì không phải chuyện ấy Mà ông mới đưa con gái ông sang đây sao Vút tròm sâu xe của mình Cô điều cười rồi nói với gái gia nhân bản ấy Thằng Tuấn Mày dẫn con bé đi chỉ việc cho nó Để cô với thầy nó nói chuyện riêng Tên gia nhân cúi đầu vâng giả Rồi dẫn hành lên sân trước Ông hàng nhìn theo bóng con đi Mà nước mắt trực trào Để con một mình trong này Ông cũng không cam lòng Nhưng mà nghĩ đến tương lai của con Thì lại không còn cách nào khác Ông này Tôi đồng ý cho con gái ông ở đây làm việc Nhưng mà với một yêu cầu Ông phải viết giấy bán thẳng cho tôi Xong rồi tôi sẽ đưa cho ông một khoản tiền chữa bệnh cho vợ Ông có tiền Tôi có người Hợp lý cả đôi đường ờ, Sao Sao lại bán à Tôi cứ nghĩ là đợi cho cô thì được trả công như là đi làm thuê, khi nào không làm nữa thì về chứ hả? Cô đều nhìn ông hàng, trong khi ông vẫn run lên như cây sấy bởi vì sợ mất con. Cô đều cúi nhặt hòn đá ném thẳng xuống ngào rồi đá. Thì đúng ngày xưa là như vậy. Tôi dân thông thoáng truyền ở suốt việc trong nhà. Nhưng mà tôi sẽ qua chúng nó bỏ đi cãi sao ấy. Nhiều đơn trước của tôi hàng mấy tháng lương chứ chảy ít rồi mất tầm hơi luôn. Vậy nên từ bây giờ tôi quyết định mua thẳng nó ăn ở sống chết là người nhà tôi, không được bỏ ra ngoài. Nghe xong quy định của cô điều, ông hàng rơi nước mắt, rối rít van xin. "Cô ơi, cô thương nhà con với. Nhà con có mua cho nó là con thôi. Bây giờ con còn khỏe, còn làm lùm được thì để nó đi làm thêm. Nhưng mà sau này có tuổi bệnh tật sắp chết, Cô muốn nó về chiều tang Cô này thành thương xót Cho nó làm không được không ạ à? Đừng mua nó tội nghiệp của à. Cô điều thờ sai cười nhạt Cứ nghĩ là cô sẽ đồng lòng Về hoàn cảnh mà thương ông hàng Vậy nhưng không Hắn nói thẳng Con gái thì ông Tiếc nuối cái gì Phải chứ nó là con trai Đằng này đã là con gái Lại còn Mất tranh thì ông tiếc gì vậy Ông để nó ở nhà chỉ tổ thêm nhục thôi Sao? Sao cô lại nói như vậy? Ông Hàng thấy cô Điều biết chuyện Cũng sừng sốt vô cùng Cô chỉ mới gặp hàng tầm 10 phút Thế mà cứ như thế đi quốc trong bụng vậy Nhìn khuôn mặt tái nhợt Cô Điều liền nói Thế ông biết tôi lấy bao nhiêu đời vợ rồi không? Tôi giờ gì cũng là tay chơi gái thứ thiệt Nhìn đứa nào còn đứa nào mất Tôi đều biết không cần phải kiểm tra. Trông kìa. Dương háng của nó rồng thế kia. Lưng thì cứ như cái phản ấy. Không khéo thì nó còn mang bầu hỏng rồi cũng lấy. Hơn nữa chuyện này tôi biết. Bởi vì lúc trước có thằng kỳ thuê ở nhà tôi. Nó xin tôi về nhà vài hôm để cưới vợ. Nó bảo là nó để đến cái hành nhà giữa thôn. Sẽ nhờ bà mối sang nói chuyện. Nhưng mà hôm sau nó lại không đi nữa. Tôi hỏi thì nó bảo là bởi vì con gái ông mất tranh, nó chán. Đấy, ông xem đi. Con gái ông tai tiếng cả làng như vậy. Ông giữ nó ở nhà chỉ tổ bôi cho chát chấu vào mặt thôi. Dẫn nó vào đây. Ông còn sáng suốt đấy. Ở đây, đường ăn mặc đàng hoàng sung sướng. Mưa không tới mặt, nắng không đến đầu. Không nha không bằng nó ở nhà chăn châu chăn bò à. Ờ, nhưng mà... Chưa nói được nửa câu Ông Hàng lại khóc không. không nhé lại phải bán con gái Như cách bán đi con gà con lợn Không nhé không còn cách nào khác sao Thế ông Hàng không nói được gì Cô đều lại xoáy vào nỗi đau Trong tâm can gì máu Cô nói Tôi biết Cách này thì khó cho ông Nhưng mà khi ông đã xác định Muốn gửi con gái ở nhà tôi Thì làm gì còn cơ hội nào Chọn chồng ở ngoài nữa kể cả nó làm công cho nhà tôi. Nhưng mà... Cứ thử nghĩ xem, vài năm nữa, thì công quá lứa lỡ thì ai thèm lấy. Ông yên tâm, tôi mua nó, tôi sẽ có trách nhiệm. Mà nhà tôi đàn bà làm hồ thì ít, nhưng mà... Gia đình gia nô thì cả một đống. Nếu như con bé nhà ông ngoan hiền, tôi sẽ đứng ra làm mai cho chúng nó cưới nhau. Như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi. Ông hàng như thể bị dồn đến chân tường. Nghe những lời mềm mỏng như bánh đúc này thì xuôi tai. Khẽ khàng lo nước mắt. Ông ngập ngừng rồi hỏi lại. Nhưng mà chả nhé. Đến lúc chết, còn lại không được gặp lại nó sao? <laughs> có chứ. Tất nhiên là có. Khi nào công việc ý, tôi sẽ cho nó về thăm nhà. Về khoản đối đái người ở thì ông không cần phải lo. Tôi biết là phải làm gì mà. Nhưng cô nói quá ư là đi vào lòng người một cách hợp tình hợp lý, khiến ông hàng yên tâm vô cùng, gật đầu chấp thuận. Trong thâm tâm người cha già nghèo khổ, chỉ muốn con mình có chỗ sửa vững chắc, tránh được điều tiếng của thiên hạ, có cuộc sống bình yên, như vậy thì ông cũng yên tâm rồi. Sau khi đi đến thống nhất, cô đều viết ra một tờ xây bán rồi ông hàng ký vào. Đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh, John lầy bầy viết tên mình vào tờ giấy. Khi nét chữ hoàn thành, ông Hàng nhận được một bọc tiền với những tâm chàng ôm không vui vẻ. Ký vào tờ giấy bán, Mà nói trắng ra bây giờ Hành là người nhà cổ điều. Tình thì vẫn là máu mù đấy. Còn về lý thì chẳng có tí dây dưa nào nữa. Nhận tiền xong, ông Hàng lấy thánh ra về. Đi qua sân trước vẫn nhìn thấy Hành được tên Tuấn chỉ cho công việc hàng ngày mà nó phải làm. Nhìn con mông rơi nước mắt Nhưng mà sợ hành đòi về Ông vẫn cố gắng tươi tỉnh Cười rồi nói Con gái Con ở đây làm việc cho cổ điều biết chưa Thầy về đây Khi nào nhàn việc thì chạy về thăm thầy thăm u nhá Hành gật đầu rồi quay lại chăm chú Ngay những lời dặn của Tuấn Cô cứ ngỡ chỉ là ở đây Dăm ba hôm rồi sẽ được về Cô không hề biết vốn dĩ Đây là lần cuối cùng cô được gặp cha Ông hàng lớn thân bước ra cổng Nước mắt của ông cứ chảy dài trên má Nhìn đứa con dài khờ Mà lòng của ông cứ nhói lên từng đợt Mong sao hàng sống cuộc sống bình an Thì ông bà cũng mừng rồi Cánh cửa nhà sau khép lại Cụ đều nhìn ông hàng Rồi mới nhếch mép cười Ngân ấy tiền mà mua được con hầu Thì đúng là rẻ thật đấy Tối hôm đó Hàng nấu cơm canh rồi bê lên nhà cho cổ điều trong nhà này ngoài cổ điều là lớn thì còn bà mẹ của lão ngày ngày trên san thờ tùng kênh và chạy xuống nhà ăn cơm rồi lại lên san ấy không thấy mặt mũi đâu cả theo sự hướng dẫn của tuấn kẻ ở mỗi bữa thì hành phải nấu cơm chay bê lên tầng phòng cho bà già ấy ngài hướng dẫn hành gật đầu chay là món gì mà vì sao lại phải ăn chay ăn thịt không thích hơn à đấy không phải là chuyện của mày Món chay là những món không phải từ động vật Ví dụ như là rau luộc đồ khốn Ở tràn có một chai rổ vừng Chuyên nấu cho bà đấy Mày đừng có mà quên nhé Rồi lại nấu mớ lớn bà ấy sẽ biết ngày Buổi sáng bê lên lúc 7 giờ Buổi trưa lúc 11 giờ Buổi tối thì 6 giờ Chậm hay sớm một chút Cũng không được đâu Hành ngay xong thì gật gù Tối nay Tuấn bê cơm rồi Ngày mai thì Hành cứ như vậy mà bê không cần hướng dẫn nữa Dù rằng hơi ngỡ ngẩn Nhưng mà hành biến đã vào đây Thân làm đầy tớ thì phải phụng dịch chủ như thế nào Hơn nữa ngày còn bé Thầy ô cũng gửi cô sang nhà thầy phú xóm bên Để son xem Toàn làm hỏng viên rồi Ăn đòn mãi Mong sao khi to đồ to xác hơn một chút Thì không bị bác sai lầm nào nữa Này Em nhìn gì vậy Tiếng của cụ điều nhẹ nhàng hỏi khiến cho hành giật mình cô lúng túng rồi đáp. Um, dạ không à. Con giòn ra đây rồi. Để con sửa cơm cho cụ. Lúc này thì hành sợ hãi lúng túng trước chủ. Rồi mở vùng. Sau đó đơm cơm vào bát. Nhìn cái sáng vùng về quả hành. Cụ điều chết mê chết mệt. Mà trên đời sống sắp sửa xuống lỗ Có khi nào cụ chê đàn bà bao giờ đâu. Giả dạ vợ đồng qua tay của hành cô nhẹ nhàng nói Bây giờ thì em về đây rồi Làm người một nhà rồi Không cần dư ý như vậy Thế em tin tưởng sao em cho tôi Em cứ tự nhiên như người nhà nhé Thầy cổ điều cười ha hé, hé thân thiện Hành là quá đối thật thà Nghĩ rằng lão là người tốt Cô niềm nở hơn đôi chút Cứ ngỡ cổ điều mời thần Bụng thì lại đói Hành ngồi xuống Đơm thêm bát cơm rồi Ngồi sang đối diện Xong ngập ngừng hành nói về cô cho con ăn nhé, con đổi ơn cô." Không để lão đồng ý, Hành va một miếng cơm thật to, nhìn thê thức ăn ngon, Hành quên mất lời dặn của thầy, trên mâm nào là cá, nào là thịt, cứ đầy đĩa, khiến cho Hành gắp liên tục Nhìn Hành ăn, cô điều cười tít cả mắt. Từ trước đến giờ nào có ai cả gan ngồi ngang hàng phà lứa với cô bao giờ đâu. Gắp thêm thức ăn cho người ở, lúc này thì Hành đã thoải mái hơn rất nhiều. Lão liền hỏi Thế em thấy ở nhà tôi có sướng không? Có bằng ở nhà em không? Hành lắc đầu Cắm cổ ăn như ăn cướp vậy à, Không cô ạ à. Nhà con ăn làm sẽ có thịt thà như ở đây Mỗi bữa nhà con nấu cơm Chỉ có nửa bán Rồi đồn cả khoai cả rau vào nữa Nghe cô kể như vậy Thì láo xa về thương cảm Gắp cho cô một miếng thịt kho Cô điều hỏi tiếp Em đã mang thức ăn lên cho tôi rồi chứ Dạ vâng ạ à, Anh Tuấn mang hết hôm nay Từ ngày mai thì con sẽ mang Hành vừa ăn Cô điều thì vừa hỏi Làm cô phải nút vội nút vàng Những hạt cơm rơi lá trá Trên phản gỗ bóng nháy sầu mỡ, Khiến cho hành vội vàng vơ vét Bỏ vào mồm Bởi vì nghèo mà cái bẩn cái hàn Nó ngấm vào máu Mỗi hạt cơm trắng rơi ra Hành lại thê cảnh thầy u rồi cả mình nữa Nhọc nhằn suốt bao nhiêu ngày tháng mới có được Thành thời xa cô rất trân trọng những điều đơn giản này Em cứ ăn đi Cơm vái rồi tí nữa vẫn ra cho gà nó nhặt Về đây rồi em chỉ có sung sướng thôi à, Mà này em gọi tôi là gì đấy à, dạ, là cụ à Hành bối rối không hiểu ý của lão Cô điều cười rồi vút tròm sâu lơ tơ trên chỗ ít hầu Quả sâu ấy ăn thịt chó chấm mắm tôm mà dây vào thì khắm phải biến. Nhìn cái điều bộ ngây thơ ngờ ngạch lao cáo ra lại càng thích. Khẽ chạm vào chân đen nhẹm của hành cô nói. Em gọi tôi là cô, nhưng mà lại gọi u tôi là bà. Như vậy chẳng phải tôi là con, nhưng mà lại uh, lớn bằng u tôi à? Từ nay em cứ gọi tôi là anh, còn u tôi em gọi bằng bà hay cụ gì thì tùy mà nhìn tôi có già mấy đâu, chẳng là cũng bằng thầy em là cô mấy, em cứ gọi là cô, tôi buồn đấy nhá. Vừa nói thì Lão lại gấp đầy bán thịt khiến Hành mừng ra mặt, nghĩ rằng chỗ mình là người tốt, cô gái ngây dại gạt bỏ sự lo sợ. Cô nào đâu biết rằng Lão cho cô ăn cũng chỉ để chờ đợi thời cơ để làm thịt thôi. Vì cái thói chẳng hoa dâm dề mà chẳng có cô hồ gái nào ở đây được quá nửa năm khi lão điều còn đang tâm tia hạnh, họ không hề để ý ngoài sân có tiếng bước chân chạy vào. Cho đến khi đám người vào hẳn trong nhà, lão điều mới giật mình thon thót. Ở trước mặt, có tất cả ba người con gái. Áo gấm thiều hoa, chân đi giày tây, tông uốn xoăn, nhìn chắc có lẽ hơn hẳn vài tuổi, nhưng mà có phần xa dặn hơn rất nhiều. Đây không ai khác tránh làm hai đứa con gái của người vợ quá cố của lão đi đâu về. Vào đến nơi tuy rằng chưa thấy hành bao giờ Nhưng mà nhìn thấy cô ăn mặc rách rưới Chúng nó biết thân phận của hành xuất thân nghèo hèn Vậy nên vừa mới nhìn thấy Thì hất hàm lên rồi hỏi thầy Đó là ai thế thầy? Vì sao một đứa bẩn thiểu như vậy? Thầy lại cho nó ngồi vào sập thế Không sợ bẩn sao? Lão điều đứng dậy lúng túng Mới đưa con gái cũng biết tổng Cha mình tính tình thế nào Thêm cái mặt tay tái trong đó lại càng thêm nghi ngờ. Theo là chị lớn, thấy thầy không nói gì cả thì liền cáo thúc Hành đứng dậy, tốm cổ cô rồi hỏi. Này, mày là con nào vậy? Tao hỏi vì sao mày không nói? Hành cũng sợ xanh mặt, đánh mắt sang láo điều. hắn cũng không nói câu gì để bênh vực cô. Cuối cùng thì Hành ấp ống nói. Tôi... Tôi là người ở mới đến sáng nay. Chưa để cho Hành nói hết câu mày đứa con gái thứ hai cầm bát cơm úp vào đầu của cô Rồi thẳng tay tát cô một cái cháy cả mặt Khiến Hành ngã xuống sập gỗ Những miếng thịt hạt cơm rơi vái từ trên đầu trên tóc xuống Cái tát đầu đến nối đôi tay của Hành u hết cả đi Theo sáng dòng chê vào mặt của Hành rồi xỉa sói Lại thêm một con không biết lượng sức cả Đành mượn xanh người hầu Ăn nằm với chỗ sao Đứa khác thì phải đợi đến sang ba tháng mới lật mặt Vậy mà con đi này Mới sáng giòn về đây Thế mà buổi tối Đã ăn mâm cùng với chủ à Khốn nạn thật đấy Nhưng mà đen đuổi thay cho nhà mày Vẫn còn chị em tao ở đây Tao thách con nào dám dở trò đấy Nói rồi thì theo vào mai xuống lại đánh đập hành tơi tả Lao điều chứng kiến tận mắt Nhưng mà tuyệt nhiên không nói lời nào Đây không phải Cô gái đầu tiên vào nhà này bị đánh đập Người về mưu đồ phải lòng chủ thì ít Người ta chỉ biết vào đây kiếm đồng tiền ít ỏi gửi về cho gia đình Nhưng mà chả ai vào đây mà không bị lão điều sơ soạn làm sống bao giờ Thế nên thấy hành bị đánh thì lão chỉ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài Để cho đám đàn bà đánh đập lẫn nhau Làm cái gì mà ồn nào vậy Tối rồi không để ai nghỉ ngơi sao Giọng nói của một người từ san trên khai bước xuống cầu thang. Tiếng lộp cộp. Ngoài này, hai ả à đánh đá cũng dừng tay. Người đàn bà tóc đã bạc trắng, bước những bước đi trầm sái ra ngoài. Mặt của bà ấy trông đáng sợ lắm. Đôi mắt nhằn nhào sáng quắc như diệu hâu. Môi ló dài, cái môi trầu xa trông khá kỳ dị. Ở trên tay, chàng hạt dài vẫn được ngón tay xương sổ xoay đều, lưng thương bước ra Nghĩ rằng có người hiền lành giúp đỡ Hành đi bằng hai đầu gối Túm chặt lấy gấu áo dài của bà ta Không lóng vàn xin: Cụ ơi Cụ cứu con với Con nào có tội tình gì đâu Tại ông điều thương con nghèo túng Thế nên cho con ăn cơm Con không nghĩ được các cô chạy vào sẽ nói con đi thoát này nọ Hành không dưới trên người đàn bà Có gương mặt ác quỷ Nhưng mà vẫn làm sao vẻ thánh thiện Bà ta cúi xuống nhìn tên nữa thì hành bật ngửa bởi vì sợ Mấy đứa con gái đang trong lung Bối ngược tóc lên Chỉ cần xong xuôi chúng lại tốm hành ra đánh cho thừa sống thiếu chết Bà già nhìn vào mặt của hành Rồi hỏi một câu lạnh lùng Mày không vào đây có ý đồ với chủ Thế thì tại sao Lại dám ăn cồm mâm Cái ngữ nghèo hèn như mày Chỉ đứng ở xó bếm Ai cho mày lên đây Mày cũng có ý đồ giống như những con đàn bà tâm địa thủ đoàn khác có phải không? Làm sao qua mất được tao? Cái thêu cái mày đâu? Đánh chết nó cho bà đi. Nhận lệnh, hai đứa con gái kéo tay hành ra khỏi áo của bà địch. Rồi cứ như vậy, tán xuống người của cô, nhưng cái tát đầu đớn. Hành nằm phụ phụng xuống nền nhà lành léo. Cô gái đáng thương giờ đây mới biết. Phần làm người ở, mãi mãi không được lòng chủ nhà của Bà định đi đến chỗ sập Nhìn thấy bát cơm theo đổ lên đầu của hành vương vái khắp nơi Bà ta lắc đầu rồi nói Không được phung phí thóc gạo Ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hành không có cơm mà ăn Bà nó hết cho bà đi Mai nghe bà nói như vậy thì tốm tóc của hành Rồi ấn xuống đống cơm vương vái Nhưng hạt cơm dính hết vào mặt vào đầu của hành Cả những hạt cơm rơi xuống đến Chúng nó cũng bắt hành ăn cho bằng sạch Đôi môi của cô bị ấn xuống nền đất dính đầy cát bụi bật cả máu. Vậy nhưng chúng nó vẫn không tha. Cả người đàn bà xa nua kia nữa, xem chừng cũng là người thất đứng Hành bị đánh không biết bao nhiêu lâu. Chỉ bên đến khi cô ngất liệm xa sàn, toàn thân không còn cảm giác đau đớn nữa. Bà định sai tên gia nhân kéo hành xuống đống sơm cạnh bếp. Người có lúc này mềm nhún. Một khởi đầu rất gì và này nọ. Hứa hẹn chuỗi ngày sống không bằng chết Trong ngôi nhà của phú hộ Lao điều thấy hành bị lôi đi Vậy nhưng không dám hé sang nửa lời Gai chỉ tiếc cho bồng hoa sắp hái Nhưng mà u hắn Bà địch lại không cho phép Thấy con trai trông theo Bà đành gó đầu gầy xuống đến Rồi thẳng thừng trách con Già đồ rồi mà vẫn còn ngu như vậy Mày lấy đầu trên hay đầu dưới Để mà suy nghĩ như thế Tăng tiêu với con nở Chả có thằng nào kết cục tốt đẹp cả đâu Con này nó ngờ ngạch lắm Nó biết cái gì đâu mà mưu với chả mô Ô chỉ được tay lò háo thôi Vừa nói rất lời Lão điều sơ tay lên đỡ lấy cây gậy Trừng vào đầu của bà định Bà giết lên từng chữ qua cái răng Con mắt bành ra trắng xá Chỉ cái gậy vào mặt của thằng con Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện với lại hạnh phúc của tác giả sao Ninh và quả thật là uh, câu chuyện này kể về một uh, uh, xã hội cũ uh, khi mà người ta vẫn còn trọng nam khinh nữ như vậy. Uh, trong một xã hội khi mà chân tiết của một người phụ nữ có thể lấy ra để mà đánh giá cả về nhân phẩm của con người họ, uh, quả thực là đó là một thời đại mà quá bất công cho phụ nữ. Uh, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nữ chính của chúng ta là Hành Cuộc sống tương lai của cô ấy sẽ ra sao đây Và không biết rằng là nhân vật nam chính của chúng ta sẽ là người như thế nào Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn Thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chị Sầu nhé Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.